Xin chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cài đặt phần mềm cho con, tức là nạp phần mềm bằng cái bộ nạp RT809H này nhé. Để nạp cho nó thì chúng ta cần phải có một cái phần mềm, đó chính là phần mềm iFit này, cộng RT809H này. Việc đầu tiên chúng ta cần nó là khởi động cái ứng dụng này lên, đúng không ạ? Đây này. Đấy, đến cái đoạn này chúng ta chọn Z nha. Lúc này ứng dụng nó sẽ được mở lên. Bốn cái dòng đầu tiên nó sẽ thể hiện cho là máy đã liên kết với cả phần mềm, tức là nó máy đã đấy. Đây này, bốn cái dòng đầu tiên này mà nó có chữ OK này, cái này là nó yêu cầu là cập nhật update này, chúng ta bỏ đi, chúng ta khen đi nhá, khen đi. Đấy, bốn cái dòng đầu tiên này mà nó có chữ OK này có nghĩa là nó đã liên kết được cái máy này vào đây rồi. Còn nếu cái trường hợp mà nó không liên kết nha, bây giờ mình sẽ giả sử trường hợp không liên kết nha, rút ra này. Các bạn nhìn này, khi mình khởi động máy lên này. Nếu nó không liên kết được nó sẽ báo như thế này. Các bạn chờ tí nhé. Các bạn thấy không ạ? Đây, program này. Khen đi. Program is not connected này, tức là chưa kết nối được chương trình, đúng không ạ? Rồi, thì khi mà kết nối được thì nó sẽ báo bốn cái dòng đấy, nó sẽ báo có chữ OK. Bây giờ mình sẽ lại nha các bạn nha. Lại này. Đấy, đến đoạn này chọn Z này. Đến cái bước này nó đã báo như thế này, có nghĩa là đã OK rồi, đúng không ạ? Bốn cái dòng đầu tiên nó báo OK, có nghĩa là máy đã được liên kết rồi, đúng không ạ? Tức là hai cái này không có là mình đã chắc chắn nó liên kết với nhau rồi, đúng không? Yên tâm. Tiếp theo nữa là đến bước này chúng ta phải cần nhận diện được chúng ta cần nạp cho con gì, đúng không? Trên này sẽ nạp rất nhiều con, thì các bạn nhìn này, trên này hiện nay mình đang nạp một con IC nhớ 8 chân này, thì có mấy loại thôi, thường nó là 24C hoặc là 25Q, 24C bao nhiêu đó hoặc 25Q bao nhiêu đó. Còn dĩ nhiên thì mai chúng ta sẽ có những cái đế nạp, đó là nạp những cái con MMC hoặc là ICNM vân vân, chúng ta cần phải có những cái đế khác. Thì đây các bạn nhìn này, đây là chân IC không, nó ký hiệu hình con IC không, chân 1 đây, tức là chân đây chân 1 này, đúng không ạ? Khi chúng ta lắp IC vào thì chân 1 của IC nó sẽ nằm ở hướng đằng này, chúng ta lắp ở đầu này hay đầu này thì mặc kệ nó nhé. Đây các bạn nhìn thấy không, đấy các bạn nhìn chân 1 của nó, đấy chân 1 này, đấy ở chân 1 chúng ta quay về cái hướng này nhé, cái hướng của cái con IC này. Và bây giờ chúng ta cần phải nhận diện được IC để xem cái máy này nó đã nhận diện được IC chưa, đúng không? Cái máy này. Thế để nhận diện được IC chúng ta chọn cái ô Smart này này. Smart ID này. Ấn vào đây. Hiện nay thì chúng ta có rất nhiều, đúng không ạ? Rất nhiều các cái mức này. Đây, rất nhiều loại IC này. Chúng ta có thể là IC MC, MC IPS, tức là con MC này là nạp trực tiếp trên máy này. Còn con IC NAND Flash này, tức là đây là IC NAND này. Hoặc là chúng ta có thể nạp kỳ nhận diện xem con này là IC 25 đấy, 25 hoặc là 24XX. Thì đối với trường hợp này của mình ấy, cái máy này của mình nó là 25 nhá, à 24 nhá, 24C nhá. Còn nếu mà chúng ta mà nhận diện nó là con MC, chúng ta nhấp vào đây, còn vôn chúng ta cứ để vào tầm 3.3 là được. Đấy, bây giờ ví dụ như con này là 25C đúng không, 25 à 24C đúng không, thì đây chúng ta để im cái dòng này, nhấp vào đây, sau chúng ta chọn cái dòng ô đầu tiên này, ấn OK. Tiếp tục chúng ta sẽ bốn cái dòng, mấy cái dòng nữa và có chữ OK như thế này, tức là nó đã nhận diện được IC rồi, đúng không ạ? Và bên trên này nó đã hiện luôn lên tên IC này các bạn thấy không? Con này là 24C16. Thế thì lúc này chúng ta khi chúng ta cần nạp vào hoặc là chúng ta copy dữ liệu chẳng hạn, thì chúng ta ấn nút này, chúng ta read vào đây này, đọc nó, đúng không ạ? Đọc nó để copy lại đấy, save quên, để lưu lại. Ví dụ bây giờ mình save chẳng hạn, cái này đang không có chương trình bởi vì mình xóa rồi. Đọc dữ liệu này, đọc dữ liệu là đọc cái thông tin của trong cái máy con này ra này. Đấy, đọc cái thông tin của con này ra xong rồi bắt đầu mình lưu vào đâu đó. Tức là chúng ta đọc lại xong rồi lưu luôn. Đấy, cái tiếp theo là gì ạ? Cái chức năng này này. Chức năng Y và AC. Y này tức là chúng ta viết phần mềm vào trong cái con IC này. Đấy, viết vào phần mềm vào con này. Đấy, trước khi viết phần mềm vào chúng ta nên
nên đọc nó và lưu lại nhé, đọc và lưu lại để tránh trường hợp mà mất dữ liệu gốc. Đấy. Tiếp theo là chúng ta khi chúng ta viết thì chúng ta nên xóa nhé. Đây xóa là chọn cái này, chọn chức năng này nhé, ấn vào đây. Đấy. Xóa nó xong thì nó sẽ đều một cái OK, tức là mỗi một cái hành động của chúng ta ấy, nó thành công thì sẽ báo OK này. Nhá. Sau đó chúng ta sẽ viết này, viết này, ví dụ mình viết phần mềm vào nhé, Y này. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Viết bây giờ viết nó nằm ở đâu đấy? Viết phần mềm nào? Đây là viết luôn, bởi hôm đấy là mình save mình đọc rồi. Bây giờ mình sẽ chọn lại nhé. Giờ mình thoát ra vào lại đầu đi. RT809H này. Z này. Chọn lại đầu đi. Đây con nhớ 8 chân này là nó khi chúng ta đọc vào là nó sẽ lưu lại trong cái bản một cái file trong đấy, cho nó sẽ tự động đó. Khi chúng ta viết lại là nó sẽ tự động đọc cái file vừa rồi nó mình lưu ấy. Đấy. Sau chúng ta Smart ID này. 25 này, 24 này. OK này. Đấy. Cái dòng thứ 10 này OK này, đúng không? Tiếp tục chúng ta tiến hành chúng ta xóa đi này. Đấy, tiếp tục xóa xong này, OK này. Bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta viết nó vào, viết vào. Đấy, chúng ta chọn Ritty bên này này. Xong bên này nhé. Bây giờ chúng ta cần lấy cái dữ liệu ra, đúng không? Thì dữ liệu của mình là mình lưu ở trong cái phần DBC này. Đúng không ạ? À đây, phần mềm đây. Phần mềm này mà này. Đấy. Đường dữ liệu này. Đấy, phần mềm này mà này. Như cái con này của mình là nó đang bị lem ảnh. Đây này. Ma ảnh này, cái con tàu này. Đấy, mình ấn vào đây. Chọn hai lần cũng được. Đấy, chúng ta chọn cái file này. Nhấp vào hai lần vào nó bắt đầu sẽ tự lưu này. Đấy, chúng ta sẽ lưu, các bạn thấy không, nó thành công ạ. Đây là cái số dung lượng mà nó lưu được này. Đấy. Đấy, như thế này là thành công rồi. Như thế là xong rồi đấy. Nó sẽ cứ mỗi một cái hành động là nó sẽ có một cái dòng OK này, thấy không? OK OK OK, thấy không? Thì nó nhắc lại mình có OK không? Đấy, tức là cái bước đấy thành công hay chưa? Bước đấy có thành công không? Đấy. Còn nếu mà trường hợp chúng ta mà muốn đây Smart ID này, chúng ta Smart ID, chúng ta muốn nạp MC chẳng hạn. Kích vào cụm MC này. Và cho ấn ở bên này. Nó chọn 3V. Đấy, ví dụ như bây giờ mình giả sử như bây giờ mình đang nhấc con nhớ này ra cho mình nạp xong rồi, đúng không? Nếu trường hợp mà sai nhớ, sai chương trình, sai nhớ hoặc là không có IC, đúng không? Nó báo này. Cái hành động này thì xong rồi, nhưng mà nó đang không nhận diện được là con IC là gì, đúng không? Đây là auto này, nó không nhận diện con IC đó là cái gì cả, không biết. Đúng rồi. Đấy, nếu mà trường hợp mà chúng ta Smart ID sẽ như vậy. Nếu mà trường hợp mà chúng ta mà có con IC nhớ trong MC trong này thì nó sẽ hiện ra con IC nhớ bên trên này, có thể là Samsung hoặc cái gì đó, hoặc nó hiện ra tên ở đây này. Đấy, còn như thế này là chúng ta đang nó vẫn là báo OK, nhưng mà chúng ta này không có dữ liệu trong đó, không biết là con IC đó là con IC gì cả. Đây chính là cách để chúng ta nạp phần mềm con MC này, và mình cũng có những cái video mình hướng dẫn các bạn nạp những con MC rồi nhá. Đây là nạp những con IC nhớ 8 chân, đúng không? Trên cái dòng này. Chúc các bạn làm thành công nhé.